Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dự Cảm lần nữa đây mày. Và ngày hôm nay và video này chúng ta sẽ cùng đồng hành và cùng tiếp tục ép đai lưng mọc cho ngày mi đây mày. Vừa rồi thì Khang đã lên được 24 tím này. Đó, mắt cho ngày mi anh em. Đó, ép nó một cái sự trải nghiệm luôn em không? Khá là ok luôn. Rồi một cái đôi giày cũng khá là mắt ọp. Đó. Rồi, tiếp tục thì Khang sẽ tiếp tục ép một đai lưng để thay thế vào vị trí đai lưng xanh này cho vui nha anh em. Rồi. Có nhiều anh em hỏi Khang là ủa cái đai lưng nó mắt rồi ép chi nữa hả? Thì thực sự là cái đó là server test, hiện tại anh em đang test anh em, nên là anh em cũng thấy đa số nó mắc 200 hết, nhưng mà sau này vào chính thức anh em thì không có đồ 200 như vậy đâu, nên là chắc chắn anh em phải là đi ép thì nó mới có những trang bị mắc ọp như vừa rồi đồ tím nha anh em. Rồi ok, cái này là Khải và cùng anh em đi trải nghiệm nha. Rồi đầu Khải ơi, thiếu phút riêng đã lấy nhiều phút riêng coi anh em ơi. Có nha đồ rôm ơi, Khải chơi server đồ tím x10 đại danh kỳ sử này nha anh em ơi, và hiện tại Khải đang tuyển quân và đang tuyển anh em vào băng áo nha mọi người. Anh em nào mà muốn chơi thì hãy truy cập ngay vào trang chủ võ công truyền kỳ .net tại ngay mấy chủ X10 đại danh sơn ký, đại danh ký sử này về để cùng tham gia cùng hoạt động với băng áo cùng Khải nha em ơi. Rồi ok, Khải rút qua này lấy này, giờ chúng ta sẽ cũng chuẩn bị đó là lấy tất cả mọi thứ đây đâu gì đó hết rồi chúng ta động nha em ơi. Thiếu thì tin này, này gom lại một xíu chật chỗ quá. Lấy này, lấy bớt mấy cái chỗ này chặt chỗ. Này, nhanh nha anh em ơi. Rút 2 thiên tinh. Sinh lực rút 2 thiên tinh, đập 2 thiên tinh là lên này. Thiên tinh 3. Rồi. Lấy dùng khăn lôi. Dùng khăn lôi sẽ rút 4 thiên tinh nha anh em ơi. Còn chắc cao cao một tí. Rồi, tiếp tục rút dòng khăn lôi nha anh em. Đấy, khăn lôi. Lôi ẩn một là khá lớn, cục ẩn một à. Từ từ à. Lấy mấy cái cục này đi nha. Hiện nào, hiện này. Hiện sinh lực này. Hiện hai trước đi nè mày. Cho nó khỏi chật chỗ. Thì cứ rút 2 thiếu tinh, đập 2 thiếu tinh thôi. Mấy cái dòng bình thường này rút 2 đập 2, rút 2 đập 2 10 phút riêng là auto lên này mà. Hiện 2 xong. Đến hiện 3 là phục hồi sinh lực như nào. Đó, cho nó bớt chặt rương luôn. Đây, thiếu tinh phục riêng này. Lấy mấy cục hiện này hết nè. Rồi hiện 3 nha nè. Lượm tiếp tục hiện 3 nè. Khải sẽ lượm đủ hết nguyên liệu từ 1 đến 5 dòng rồi chúng ta bắt đầu đọc nha nè. Rồi 2 cục. Ok, phòng 7, phòng 8 hết là easy nè mày. Rồi phòng 7. Rồi nè, ship nè. 1 nè. 2 nè. Chúng ta sẽ lấy 2 cái ẩn, ẩn 1, ẩn 2 nè. Ẩn 1 là khăn lôi. Ẩn 2 là chuyện hết sức thương. Chúng ta sẽ đoạn đá. Ẩn 1, ẩn 2. Khải bật nhạc lên tí. Ủa nhạc nó mất tiêu rồi. À lúc này khai tắt rồi. Nhạc cho anh em nghe cho vui rồi. Ấn 1 nè. Mọc nè. Ấn 2 nè. Mọc nè. Rồi 2 dương tinh 3 1 dương. Rồi ok. Ôn nào xả rác nha. Ép xong này chúng ta đi tổng kia nha em ơi. 9 giờ sẽ vào tổng kia nha mọi người. Hiện một khăn lôi này nè. À ẩn một khăn lôi này, hiện tinh 3 này. Mượn duyên. Phải sẽ rút 4 thiệt tinh. Phẩm 8 thì easy lên 30 nha nè. Phẩm 8 thì tiếng là đọc 4 thiệt tinh nó lên luôn. Không còn suy nghĩ. Hello Phong Nguyễn đã follow nha người em ơi. Cảm ơn người em nha. Ừ, 200 mắt này. À, tiếp tục ẩn 2. Ẩn 2 của dòng chuyển hóa. Chuyển hóa này rút 1 thiệt tinh cũng lên rồi mà. Phẩm 6 là mát rồi. Rồi. Tương đối đủ. Phẩm 8 ok. Phẩm 7. Rồi, đầy đủ nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình là 1 5 viên thiệp tinh. 5 vòng nè, ok nè. 1 2 3 4 5 6 7 5 viên thiệp tinh này. Rồi lấy ít phút viên nữa nè. Ít phút viên nữa thiệp tinh nữa đọc thôi. Khoảng 5 chục bình phút viên. 5 chục bình phút viên là đọc được. Bốn mươi
Rồi ok. Dòng kháng lo khai sẽ đỡ 30 thì 30 phút giường nữa mày. Còn mấy dòng kia thì khai đỡ khoảng ít phút giường này 10 là được rồi. Rồi ok vô nha em ơi. Không bình Trần Thanh ơi, có mỗi mình Khả thôi anh em người anh em ơi. Có mỗi mình Khả thôi nè. Có mình Khả qua xem vào tiếng thôi. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho Khả một like cho xem hồi chơi nha mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta đang tiếp tục trải nghiệm và ép đến một cái đai lưng mọc 6 dòng cho anh em ơi nha anh em. Lấy là thừa phút giường tí nè. Rồi. Thì tin. Ok bây giờ chúng ta sẽ lấy chúng ta sẽ ép nha anh em ơi. Nội lực. Đầu tiên chúng ta ép dòng nội lực. Nội lực vào đoạn lưng. Đó là dòng nội lực đầu tiên. 10 phút viên. Bỏ viên chung cũng được, tiếu cũng được. Dường mấy bình bỏ vô hết đây anh em ơi, chặt chỗ. Rồi. Hai thì tin. Dòng đầu tiên một viên luôn không cần hai. Tại vì cái phút dương mình cao rồi nè mày, phút dương mình cao rồi nên mình không cần nhiều. Rồi, đến lấy thủy tinh rồi nè mày. Thủy tinh. Ok. Lấy thêm ít thủy tinh nữa. Hủy bớt ít tử đi. Rồi, giờ vô đến dòng kháng lo nha mọi người. Giờ chúng ta đến dòng kháng lôi nè mọi người, một trong những dòng quan trọng của đai lưng này. Thì Khải vẫn đọc hiện tinh 3 và một cái khoáng thạch phẩm 8. Hôm nãy Khải chuẩn bị 3 bình phục viên, Khải 3 chuẩn bị phục viên. Rồi, 3 bình phục viên và 4 thị tinh là lên nha nè, 4 thị tinh lên 30 nha. Một này, tinh 3 này. 30 phút viên nè. 4 viên lục nè. Lên. Chiu. 30. Ok, đó dòng sinh lực này mà. Sinh lực hiện 2 nè. Phẩm 7. Chúng ta vẫn đọc hiện tinh 3. Ô hết tinh đây đây hiện tinh 3 đây. Rồi, hiện tinh 3. Rồi như đây đủ rồi nè mà. Vô. Hiện tinh 3 này. Phẩm 7 này. Vẫn 10 bình phủng duyên nè mày. Cho 14 bình hơi yếu một xíu. 2 thì tinh. Rút 2 đập 2 thôi. Đa số những dòng hiện thì chúng ta rút 2 đập 2 lên này. Ok. Dòng tiếp theo đó là dòng phục hồi. Không thì là dòng chuyển hóa sát thương nỗ lực. Vẫn hiện tinh 3 nha nè. 10 bình phủng duyên và một thị tinh. Một thị tinh lên 10 nha nè. Không cần phải nhiều. Phẩm 7. 10 mát này. Rồi tiếp tục dòng cuối cùng là vòng dòng phục hồi sinh lực nha nè mày. Phục hồi sinh lực chúng ta vẫn là thị tinh 3 và 10 phút viên. Và dòng này vẫn là 2 thị tinh thôi. Không có gì thay đổi. Cứ rút 2 đập 2. Thị tinh 3. Phẩm 6, phẩm 7 là anh em automat. Rồi ok. Chúng ta cũng đã chắc chắn là anh em một điều chúng ta đã kết thúc sau một số video ngắn gọn test đập đồ thì Khả đã kết thúc rồi này mà. Kết thúc đủ 3 set đồ cho 3 clone này mà. Đây này, Khả sẽ giao dịch và Khả sẽ thống kê hình lại cho anh em xem. Khả ép xong toàn bộ những trang bị của những clone như này. Đó. Quá đẹp luôn, nhìn vào bản nguyên set team nhìn quá chắc này mà. Chắc chắc còn chắc luôn. Anh em đang xem đừng quên kết ngay vào follow bên trên cho Khả một follow ủng hộ chơi nha anh em ơi. Cảm ơn anh em nha, kính chúc anh em buổi chiều buổi tối xem ra dễ nha. Rồi. Cho anh em xem set đồ toàn ạc hải này. Nếu mà bận đồ xanh thì nó mắc thì bình thường quá. Giờ khả ép sao cho nó lạ người tí nè. Đó khả ép full đồ tím cho XC. Đây anh em cũng xem sơ qua. Rồi thì chúng ta đã xem sơ qua đai lưng. Đây là set đồ nghe mì anh em. Đây. Bỏ tay. Đó ok chưa. Mắt đọc. Đai lưng mắt đọc vừa ép. Quá đẹp luôn. Đôi giày mắt đọc. Rồi, một cái ngọc bòi tốc độ đánh 40. Sao không ép 6 dòng luôn ạ? Cái đai lưng này đâu còn dòng gì để ép mà anh? Lại ép chỗ này là may mắn hả? Đâu ép được, đai lưng đâu ép được may mắn đâu anh. Nhận kỹ năng này. Nhận kỹ năng này. Hai kỹ năng, hai kỹ năng. Vũ khí hai kỹ năng, thời gian chón. Gia chiên. Đó, áo hồi 50. Rồi, đây là 5 độc anh em ơi. 5 độc mùa nữa nè.
nó bổ kháng ép mắt đồ luôn em ơi, một tay mắt đỏ đó. Tùy theo đồ anh ơi, nhưng cái đai mọc thì cái dòng thứ 6 ẩn 3 thì đâu ép được cái món nào đâu, đâu ép được cái dòng gì đâu vào đó đâu, trừ khi ép được cái dòng may mắn thì em ráng cố gắng ép luôn á. Đó, nhưng mà áo thủy áo đồ họ thì có thể 6 dòng, nhưng mà mọc 6 dòng được đó. Mắt anh em đọc mắt đỏ hoàn toàn nha. Đó. Khải có up những video clip ép từng món anh em trên kênh đó nè, anh em có thể theo dõi vào lúc 11:15 hàng ngày. Khải up nhanh cho anh em xem lại nha anh em. Đó là sẽ đồ thiếu lâm rồi anh em ơi. Đây, ok không? Bao tay, bắt ọp. Mọc thì dòng ẩn ba không ép được anh em ơi, đâu có ép được gì nữa đâu. Áo thổ áo thổ này còn một dòng chuyển hóa sát thương này mà Khải không ép, tại vì nó không có kích được nên không còn ép. Rồi, đây họ dây thủy. Rồi, kỹ năng này, hai kỹ năng. Nói chung là hiện tại server này đang test nào, nên là đa số Khải build đồ là đa số là kỹ năng 6 cấp anh em ơi. Axel Khải là kỹ năng 6 cấp hoàn toàn vậy nè. Kỹ năng 6 cấp hoàn toàn. Đang test là mình cứ tương đối sao cho nó đẹp mắt hết là được anh em ơi. Đó, em đọc cũng kỹ năng 6 luôn. 6 kỹ năng luôn. Đó. Rồi. Anh em xem video đừng quên đó là cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và bây giờ chúng ta sẽ vào đánh tốt kim 21 giờ nha anh em.